các nhà lãnh đạo châu Âu là những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ tuyên bố của WHO về những lợi ích lớn hơn nguy cơ khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Mario Draghi đã đánh giá đây là tín hiệu khích lệ đối với công tác tiêm chủng phòng ngừa dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc nối lại sử dụng vaccine của AstraZeneca tại Pháp và Italia vẫn cần chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA. Tại Pháp và Đức, người dân tỏ ý khá tiếc khi phải ngừng việc tiêm chủng, khi chỉ mới vài tuần trước đây còn được khuyến khích. Tôi đã đi khám bác sĩ, nhưng cô ấy bảo không thể tiêm vaccine cho tôi nữa. Cô ấy khuyên tôi nên đến hiệu thuốc. Tôi đã đến đây và tương tự, họ cũng ngừng tiêm vaccine rồi. Tôi phải đi phẫu thuật tim nên nguy cơ lây nhiễm virus rất cao. May mà tôi vẫn kịp đi tiêm. Tôi nghĩ rằng vaccine vẫn có thể giúp ngăn chặn đại dịch. Hãy để mọi người tự quyết định xem họ có muốn tiêm hay không. Tôi nghĩ rằng việc ngừng sử dụng và điều tra tính an toàn trước là đúng đắn. Nhưng nếu sau đó vaccine vẫn có thể được sử dụng, chắc chắn sẽ không dễ thuyết phục người dân lại nữa. Còn tại Anh, những hàng dài người vẫn xếp hàng chờ tiêm chủng, bày tỏ niềm tin của họ vào vaccine mặc dù nó đã bị đình chỉ sử dụng trên phần lớn châu Âu. Nếu Tổ chức Y tế Thế giới nhận định vaccine này an toàn, tôi nghĩ nó sẽ ổn. Tôi không lo lắng gì cả. Tôi tin rằng là nó cũng giống như các loại vaccine khác và hoàn toàn an toàn. Theo WHO, trong các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, các nước thường xuyên thông báo những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng, nhưng điều này không nhất thiết là có liên quan đến vaccine.